Xin chào các bạn, chào mừng các bạn quay trở lại với kênh Game Mobile. Thì hôm nay là ngày thứ hai diễn ra các cái trận chung kết tại Đại học Võ Lâm, và thể thức hôm nay đó chính là tam đấu. Thì hiện tại mình đang có mặt tại server S14, đó là server Kim Sơn. Thì tại cụm máy chủ này cũng có một số nhân vật khá là nổi trội về mức lực chiến liên server. Rồi bây giờ mình sẽ cùng với các bạn điểm xem các cái bảng, các cái chiến đội có những đội nào nổi bật trong cái cụm máy chủ này. Đây, thể thức tam đấu. Mình sẽ xem chiến đội đầu tiên, đó chính là chiến đội ăn nhậu với các cái mốc lực chiến là Thúy Yên 12 triệu, một ba đao 13 và một ba đao 11 triệu. Thì các mức lực chiến này nó cũng tương đối ngang nhau. Trang bị thì một tí mình sẽ soi sao nha các bạn. Mình sẽ xem cái mức lực chiến của các nhân vật này trước. Và máy chủ này thuộc máy chủ S11 Hằng Sơn. Tiếp theo là chiến đội bán độ. Một cái tên nghe cũng rất là sốc. Với các cái nhân vật đó là một ba đao 8 triệu 4, một ba đao nữa cũng 8 triệu 8 và một Nga My 8 triệu 5. Thì chiến đội này với sự kết hợp của một hỗ trợ Nga My mình thấy rất là có tiềm năng. Và server của máy chủ này là thuộc server S13 Tuyết Sơn. Tiếp theo tại lôi đài thứ hai thì sẽ có một chiến đội là Super Power. Đây, với một ba đao 14 triệu, một Thúy Yên là 10 triệu và một đào hoa đó chính là 11 triệu. Thì mình nhấp vào mình xem có phải đào hoa hay không, tránh bị đánh lừa là các bạn này đổi môn phái. Rồi, vẫn giữ nguyên. Tiếp theo đó là một chiến đội Sun Moon, mặt trời và mặt trăng à. Chiến đội này thì có một ba đao với mức lực chiến là 11 triệu, một hoa sơn với mức lực chiến là 14 triệu rưỡi. Này các bạn xem, một thiên sơn với mức lực chiến là 11 triệu 7. Rồi tiếp theo là ở lôi đài thứ ba thì mình sẽ có chiến đội vô tình. Này các bạn xem, vô tình thì có một vỏ đan là mức lực chiến là 11 triệu 4 và một bá đao, đây chính là trân nữ, mức lực chiến là 16 triệu 6. Thì hiện tại trân nữ đang xếp thứ 6 trong bảng top lực chiến liên server nha các bạn. Và một ạc Thúy Yên VIP với mức lực chiến là 11 triệu 8. Trân nữ đã chuyển về Thúy Yên rồi, không còn là môn phái bá đao nữa nha các bạn. Đây, như vậy là chiến đội này sẽ có một bá đao và hai Thúy Yên, chứ không phải là vỏ đan và bá đao. Tiếp theo là chiến đội tình anh em. Tình anh em sẽ có một Thúy Yên 7 triệu 8, một Côn Lôn với mức lực chiến là 8 triệu và một đào hoa với mức lực chiến là 9 triệu 2. Rồi, rất là khó cho chiến đội này khi gặp phải chiến đội vô tình rồi. Lôi đài thứ tư thì sẽ có một chiến đội Hào Kiệt. Đây, Hào Kiệt có một nhân vật truyền thuyết luôn, đó chính là một hoa sơn lão tướng với mức lực chiến là 14 triệu. Một truyền thuyết trong cái bảng này. Tiếp theo là một cái bang. Một cái bang mức lực chiến là 10 triệu. Và một thiên vương. Có sự tham gia của thiên vương trong Đại học Võ Lâm nè các bạn. Rất là hào hứng. Mình rất là hào hứng muốn xem cái trận đấu này. Nhìn rất là ngầu luôn. Và thiên vương mức lực chiến là 10 triệu. Rồi tiếp theo là ở một chiến đội Bắc Nam Cung. Bắc Nam Cung thì chúng ta sẽ thấy có một Thúy Yên mức lực chiến là 8 triệu 8, một bá đao mức lực chiến là 10 triệu và một bá đao nữa cũng mức lực chiến là 8 triệu 6. Qua bảng bên này thì đầu tiên mình sẽ xem lôi đài thứ 5 sẽ có một hoa sơn mức lực chiến là 11 triệu 9. Đây, một Nga My 9 triệu. Nhìn khá là đẹp với bộ ngoại trang này. Và một bá đao với mức lực chiến là 9 triệu 8. Rồi tiếp theo chiến đội vui chơi thì chúng ta sẽ thấy được hai Nga My. Có tính hai Nga My là các bạn, Nga My đầu tiên là 9 triệu 3, Nga My thứ hai là 9 triệu 7 và một đào hoa với mức lực chiến là 9 triệu 9. Đội này mình không hiểu sao lại chọn hai Nga My. Đúng với cái tên đó là vui chơi rồi. Tiếp theo lôi đài thứ 6 thì mình sẽ có là Siret. Một chiến đội Siret có một hoa sơn mức lực chiến là 11 triệu 6 và một Thúy Yên mức lực chiến là 14 triệu 8. Thêm một Thúy Yên nữa có mức lực chiến là 9 triệu, như vậy team này sẽ có hai Thúy Yên và một hoa sơn. Chiến đội tiếp theo là Hột Gà.
thì sẽ có một Nga Mi 8,7 triệu, một Đào Hoa là 9 triệu, một Thiêu Lâm là 8,7 triệu. Đây mình sẽ cho các bạn xem các chiến đội này không có thay đổi môn phái. Tiếp theo là lôi đài thứ 7, mình sẽ có một chiến đội đó là BTVC. Đây BTV Ốc Hương, một ba đao 9,7 triệu. Bá đao này đã đổi sang vỏ đen rồi nha các bạn, không còn là bá đao nữa. Một Thúy Yên 8,7 triệu. Và một Thúy Yên còn lại là 9,3 triệu. Đây. Tiếp theo một chiến đội Anh N Thiên với một Hoa Sơn 9,1 triệu. Hoa Sơn này cũng đã đổi về vỏ đen luôn rồi các bạn. Một Thiên Vương, Thiên Vương này đã đổi về Hoa Sơn 8,2 triệu. Và một Thiên Nhẫn một bá đao là 9,8 triệu, có sự thay đổi môn phái cả toàn chiến đội này luôn. Tiếp theo là một chiến đội nghe tên rất là hot đây. Với sự tham gia của Phí Phí hiện tại đang đứng top thứ 2 lực chiến liên server nha các bạn. Phí Phí hiện tại đang chơi Hoa Sơn, không phải là bá đao rồi. Hoa Sơn 17,1 triệu. Một Nga Mi là 9,7 triệu và một bá đao với mức lực chiến là 11,4 triệu. Này bên bảng này có một chiến đội UU và một chiến đội vô tình nữa. Đây cũng là một chiến đội vô tình khác. Vô tình sẽ có mức lực chiến là 11,4 triệu, một bá đao. Rồi một đào hoa mức lực chiến là 10 triệu và một đào hoa nữa cũng với mức lực chiến là 10 triệu. Như vậy chúng ta thấy ở hai bảng thì với bảng bên này sẽ có một chiến đội vô tình với sự tham gia của Trân Nữ với mức lực chiến là 16,6 triệu, và bên này sẽ có một chiến đội là UUU với mức lực chiến của Phí Phí là 17,1 triệu. Thì đây sẽ hứa hẹn một trận đánh rất là hấp dẫn. Thì mình thấy là thời gian chuẩn bị cho trận đấu cũng bắt đầu rồi, thì mình sẽ vào để mình quan chiến cho các bạn xem. Thì đầu tiên chắc chắn là mình sẽ quan chiến lôi đài của chiến đội vô tình tại lôi đài thứ 3. Đây lôi đài số 3 để cho các bạn xem. Và chiến đội của UU này sẽ đánh ở lôi đài thứ 8 và sẽ đánh với một chiến đội vô tình cũng có mức lực chiến khá là tương đồng với nhau. Thì mình hy vọng hôm nay sẽ có những trận đánh thật là hấp dẫn để cho các bạn cùng xem. Như vậy chỉ còn vài giây thôi là trận đấu đầu tiên đã được bắt đầu rồi. Mình vẫn chưa kịp, chưa có thời gian soi trang bị của những nhân vật này cho các bạn xem. Mình chỉ kịp cho các bạn xem cái mức lực chiến của từng chiến đội thôi. Và bây giờ trận đấu đầu tiên đã được bắt đầu. Đây mình sẽ xem Trân Nữ. Trân Nữ là Thúy Yên, hai Thúy Yên, một ba đao. Bên đội này sẽ có một đào hoa, một Thúy Yên và một bá đao. Thì rất là khó khăn cho đào hoa rồi, với bên này với chiến đội có hai Thúy Yên lận. Rồi và như vậy là chiến đội của Trân Nữ đã vượt qua chiến đội anh em một cách rất là nhẹ nhàng. Như vậy chúng ta sẽ trở về lôi đài thứ 8. Để mình chạy sang lôi đài thứ 4 để mình xem còn hay không. Rồi như vậy là các chiến đội này cũng đã đánh xong. Như vậy chỉ còn ở lôi đài thứ 5 thôi các bạn ạ. Lôi đài thứ 5 này cũng khá là gần. Như vậy là tất cả các lôi đài đã đánh xong rồi. Rất là nhanh ở trận đấu đầu tiên. Mình chỉ kịp quan chiến cho một trận thôi. Thì trận tiếp theo mình sẽ xem. Đây là chiến đội ăn nhậu. Và đây là chiến đội Super Power. Chiến đội Hào Kiệt có một truyền thuyết nè các bạn. Và ở đây có chiến đội NT Nhiên, Siret và ăn nhậu thứ hai. Thì đây, như vậy mình sẽ quan chiến vẫn tiếp tục ở lôi đài thứ hai nha các bạn. Tại vì mình thấy ở đây có một truyền thuyết cũng khá là hay. Và chiến đội này thì có sự tham gia của Trân Nữ. Và mình muốn quan chiến cái chiến đội ở lôi đài thứ hai này. Ok, mình sẽ quay về lôi đài thứ hai cho kịp. Chạy nhanh nào, chạy nhanh nào.
Chết rồi, chậm quá, chậm quá, chậm quá. Hy vọng là sẽ vẫn còn kịp. Wow, vẫn còn kịp, trận đấu chỉ vừa bắt đầu thôi các bạn. Bên một bên hai Thúy Yên và một bên có ba đao. Ba đao truyền thuyết nha các bạn ạ. Ồ, hiện tại thì mình thấy ba đao truyền thuyết đã ra đi rồi. À, vẫn còn, không phải ba đao truyền thuyết mà là Mộc Hoa Sơn. Mộc Hoa Sơn, mình đã nhớ nhầm rồi các bạn ạ. Mộc Hoa Sơn sống rất là dai và đang tìm cách để giết anh ba đao trước, và một ba đao đã ra đi. Mình thấy ba đao bên chiến đội của Trân Nữ đã ra đi rồi các bạn. Như vậy bên này chỉ còn hai Thúy Yên. Hai Thúy Yên thì với khả năng hồi máu rất tốt nhưng lại không có nhiều đam, không biết có thể kết thúc được lão tướng hay không. Và rồi mình đã thấy một Thúy Yên của chiến đội Trân Nữ cũng đã ra đi rồi. Như vậy là chiến đội Trân Nữ chỉ còn mỗi một mình Trân Nữ thôi và phải đối chọi với một Thúy Yên và một Hoa Sơn, rất là khó khăn. Rất là khó khăn, các bạn thấy Hoa Sơn hồi máu rất là ghê với khả năng khống chế tàn phế và khả năng BK rất là linh động. Và bây giờ Ru Trân Nữ đang tuột máu rất là nhiều thôi các bạn. Mình nghĩ là có đến 90% là chiến đội của Hào Kiệt sẽ giành phần thắng trong trận đánh này. Tại vì bây giờ Ru Trân Nữ không thể nào kết thúc được một trong hai người của chiến đội Hào Kiệt rồi. Rất khó, trận đấu chỉ còn 45 giây thôi. Và Trân Nữ bây giờ đang bị tuột máu rất là nhiều, chưa có thể nào hồi được số lượng máu của mình. Các bạn thấy không, Hoa Sơn chạy rất là lẹ luôn. Và khả năng khống chế tàn phế cũng rất là tốt. Chỉ cần sơ hở một tí thôi là Hoa Sơn đã hồi đầy cây máu lại rồi. Và hiện tại thì Ru Trân Nữ cũng đã được hồi đầy cây máu. Nhưng với số lượng thành viên của chiến đội Hào Kiệt vẫn còn hai người thì rất là khó khăn cho chiến đội của Trân Nữ. Rồi, thời gian chỉ còn 4 giây, 3 giây, 2 giây, 1 giây. Rồi, như vậy là chiến đội vô tình đã phải dừng cuộc chơi lại rồi và đã nhường cuộc chơi lại cho chiến đội Hào Kiệt với sự tham gia của một Hoa Sơn và đây thuộc server S11 Hằng Sơn nha các bạn. Và bây giờ để mình xem ăn nhậu. Mình sẽ vào mình quan chiến trận của bên Phí Phí nha các bạn. Nãy giờ mình chưa có xem trận của Phí Phí lần nào cả. Rất là hấp dẫn trận vừa rồi luôn. Mình hy vọng trận của Phí Phí cũng sẽ có một phần hấp dẫn như vậy. Rất tiếc là nãy giờ mình chưa có quan chiến được những trận có sự tham gia của Thiên Vương. Bây giờ là gần trận bán kết đã được bắt đầu, chỉ còn 4 giây nữa thôi. Mình sẽ xem Phí Phí, một Hoa Sơn, một Nga Mi, một Hoa Sơn, một Nga Mi và một Ba Đao. Đội bạn sẽ có một Hoa Sơn, một Ba Đao và một phái gì nữa mình chưa thấy, mình chưa nhớ. Thật sự thì trận này cũng rất là khó cho đội ăn nhậu, tại vì chiến đội với sự tham gia của Phí Phí 17 triệu lượt chiến thì chiếm ưu thế hơn rất là nhiều. Trước mắt là chiếm ưu thế về tinh thần rồi. Thứ hai là chiếm ưu thế về lượt chiến. Và bây giờ cái phần còn lại sẽ dựa vào kỹ năng BK của các đội. Đây mình thấy vẫn chưa có thành viên nào ra đi cả. Phí Phí hiện tại đang tuột máu rất là nhiều các bạn ạ. Cũng rất khó khăn cho Phí Phí khi phải đối mặt với các bá đao. Các chiến đội vẫn còn đầy đủ các thành viên và mình thấy Phí Phí đã ra đi rồi. Rất là tiếc, rất là tiếc. Wow, như vậy là chiến đội Bạch Y ăn nhậu với mức lực chiến đã nhỉnh hơn chỉ khoảng 10 triệu thôi đã tiễn Phí Phí lên đường. Đúng là một trận đấu rất là hấp dẫn các bạn ạ. Như vậy Vô Lượng chỉ còn Vô Lượng một ba đao để phải chống chọi với một ba đao, một Hoa Sơn và một Nga Mi. Các bạn thấy không, sự có lợi của Nga Mi rất lớn trong các trận đánh team như thế này.
Mặc dù Ngami nó không tạo ra được được một cái lượng đam lớn, nhưng mà Ngami với khả năng hồi máu cho đồng đội mình rất là tuyệt vời. Và như vậy là chiến đội UUU của Phí Phí cũng đã phải dừng lại cuộc chơi. Wow, rất là bất ngờ. Hai nhân vật thuộc top lực chiến liên server đã phải dừng cuộc chơi tại bán kết. Chiến đội vô tình thì đã dừng tại tứ kết và chiến đội của UU đã phải dừng tại tứ kết. Rất là tiếc cho hai nhân vật này. Các đội bạn với sự hỗ trợ của team cũng như là chọn hệ phái cho mình đã hỗ trợ được cho team rất là nhiều. Như vậy trận chung kết sẽ được diễn ra với chiến đội Hào Kiệt và chiến đội Ăn Nhậu. Chúng ta thấy Hào Kiệt sẽ có... Nó lại không cho mình xem thông tin rồi. Bên chiến đội Ăn Nhậu sẽ có một ba đao, một hoa sơn và một nga mi. Hào Kiệt thì sẽ có một mình không nhớ hai phái này là phái gì, chỉ có một hoa sơn, hình như có một ba đao nữa. Và như vậy trận đấu chỉ còn rồi, trận đấu bắt đầu rồi các bạn. Mình sẽ quan chiến công tử, không, mình sẽ quan chiến lão tướng đi, xem truyền thuyết đánh cho đã các bạn ạ. Một hoa sơn, một bên có Nga Mi và một bên không có Nga Mi. Chiến đội Hào Kiệt với một hoa sơn, một ba đao và một Thúy Yên. Như vậy là Hào Kiệt cần phải tìm Nga Mi của chiến đội Ăn Nhậu để kết thúc trước, nếu không để Nga Mi hồi máu cho đồng đội của mình thì rất là khó khăn. Và quả nhiên như vậy, Nga Mi bên chiến đội của Ăn Nhậu đang bị bên Hào Kiệt rượt lất tới tấp luôn các bạn. Và hiện tại mình thấy Nga Mi vẫn chưa chết. Nếu Nga Mi chưa chết thì rất khó khăn cho chiến đội Hào Kiệt trong trận đánh này. Rồi, mình thấy là lão tướng đã ra đi. Như vậy là ở trận đầu tiên là chiến đội Ăn Nhậu đã giành được phần thắng với sự hỗ trợ của Nga Mi. Khá ghê, các bạn thấy Nga Mi, sự hỗ trợ Nga Mi cực kỳ lợi hại trong những trận đánh như thế này. Và quả thật đây là một buổi đại hội võ lâm rất là nhiều bất ngờ các bạn. Rất là nhiều bất ngờ luôn. Các nhân vật thuộc top lực chiến liên server của chúng ta đã phải dừng cuộc chơi từ rất sớm và để nhường sân chơi lại cho những chiến đội có mức lực chiến rất là trung bình. Rất là trung bình, nhưng với sự hỗ trợ ăn ý cũng như là chọn các môn phái hợp lý thì các chiến đội này đã vào sâu được với tới vòng chung kết rồi. Và bây giờ trận chung kết thứ hai sắp được diễn ra. Rất là hồi hộp luôn. Rồi, trận chung kết đã bắt đầu. Bây giờ mình sẽ quan chiến Bạch Y Cùi Ngô gì đây? Một hoa sơn, một hoa sơn. Mình nghĩ là mình sẽ quan chiến cho cái bạn Nga Mi này nha. Này, mình sẽ xem Nga Mi, tại vì Nga Mi tỷ lệ là bị rượt sẽ rất là cao. Ô, mình không thấy ai rượt bạn Nga Mi này hết. Có vẻ như là chiến đội của bên Hào Kiệt đang có một sự nhầm lẫn ở chiến thuật chăng, hay là họ đang có một cái chiến thuật khác để đánh với đội bạn. Rồi, lão tướng đã bắt đầu tìm đến Nga Mi và chặn đánh Nga Mi rồi. Nga Mi đã bật nội tài để hồi máu lại. Và hiện tại mình thấy vẫn chưa có ai tử vong cả. Trận đấu khá là gay cấn. Đấy, lão tướng mình thấy mất máu rồi. Như vậy lão tướng có thể vượt qua được hay không? Để mình xem nào. Như vậy là lão tướng đã hồi được máu. Đã hồi được máu rồi các bạn. Wow, rất là nguy hiểm. Trận đánh với những nhân vật có mức lực chiến rất cao và cũng khá tương đồng nhau. Một trận đánh đầy kịch liệt. Bên nào cũng có khả năng hồi máu tốt cả. Liệu chiến đội Hào Kiệt có thể lật được kèo để chúng ta xem tiếp một trận đánh thứ ba hay không? Điều đó phụ thuộc vào khả năng có thể kết thúc được Nga Mi bên này nhanh hay là chậm nữa. Và hiện tại thì các chiến đội thì vẫn còn đầy đủ các bạn ạ. Rồi, như vậy là mình thấy là một nhân vật đã ra đi.
Như vậy bên này chỉ còn có lão tướng. À, lão tướng và một hoa sơn nữa các bạn ạ. À, không, mình nhầm. Rồi, như vậy là rối rắm quá. Mình thấy là chiến đội Hào Kiệt cũng đã phải sắp chia tay cuộc chơi rồi. Vậy nhường lại Tân Vương cho chiến đội của ăn nhậu rồi các bạn. Rất khó cho Hào Kiệt. Rồi, như vậy là chúng ta đã thấy được chiến đội ăn nhậu đã giành được quán quân trong Đại hội Võ Lâm Tam Đấu tại cụm máy chủ S14. Đó là cụm máy chủ Kim Sơn. Thì với chiến đội gồm có một Nga Mi, một Thúy Yên và một Hoa Sơn, đúng không nhỉ? Đúng rồi, một Nga Mi, một Hoa Sơn và một Bá Đao các bạn. Với sự hỗ trợ của Nga Mi thì Bá Đao và Hoa Sơn được hồi máu liên tục. Mặc dù có mức lực chiến nhỉnh hơn đội bạn rất là nhiều, chỉ 9 triệu 8, 9 triệu và 11 triệu 9 thôi, trong khi đội bạn thì với mức lực chiến của một Hoa Sơn với 14 triệu. Nhưng đã không thể nào kết thúc được một thành viên trong chiến đội ăn nhậu. Điều đó rất là khó khăn và cũng rất là đáng tiếc. Nhưng đây quả thật là một trận Đại hội Võ Lâm, một trận chung kết khá là hay và đầy thú vị. Ok, video của mình đến đây là hết. Nếu cảm thấy thích video này, các bạn hãy nhớ like, share và đừng quên subscribe kênh của mình để nhận được những video tiếp theo của mình. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn.